Rồi, xin chào mọi người nha. Việt Cloud TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Rồi, trong cái bài video clip hôm nay ha, mình sẽ chia sẻ mọi người cách tìm lại password của Wi-Fi ha. Như thế nào? Nghĩa là khi chúng ta đã kết nối được cái mạng Wi-Fi chúng ta rồi. Một thời gian thì chúng ta quên cái password rồi. Bây giờ chúng ta do mình nhập một lần đó, rồi mình cứ lưu đó hoài. Mình xài khoảng vài tháng rồi mình quên bát rồi, giờ mình không biết sao cái bát là cái gì nữa, đúng không? Đây, như chúng ta có là tên kết nối chúng ta ha, địa chỉ IP đâu ha, địa chỉ MAC đâu, mà bây giờ chúng ta quên cái password rồi. Rồi chúng ta làm thế nào để tìm lại được cái password ha mọi người? Ok, mình sẽ hướng dẫn mọi người ha, có ba cách nha. Rồi, cách đầu tiên chúng ta chọn như thế này ha. Cách số 1, ok. Rồi tiếp theo ta chọn Gen Adapter Option ha. Rồi chúng ta phải chuột vô cái card Wi-Fi của chúng ta đó. Chúng ta chọn Property. Rồi chúng ta sẽ biết được ha, đây là cái card Retest ha. RTL8188 ha. Nó là cái dạng cổng USB. Đó, đây chính là cái card Wi-Fi chúng ta nè. Còn cái card này là cái card mạng LAN chúng ta ha. Như máy chúng ta có hai card. Rồi chúng ta double click vào card Wi-Fi ha mọi người. Rồi chúng ta chọn Wireless Property. Rồi trong cái tab Security nè, đó chúng ta chọn Show. Đây, đây là cái password, cái key á, cái key mạng Wi-Fi chúng ta ha. Rồi ok, nó sẽ hiển thị rồi. Rồi đây là cách thứ nhất ha. Ngoài đồng thời ở đây chúng ta cũng xem được nè, có kết nối internet ha, tên của mạng wifi, thời gian kết nối là bao nhiêu phút, tốc độ ha. Rồi ok, đây là cách thứ nhất ha. Rồi cách thứ hai, cách này thì thứ nhất là đơn giản nhất ha. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm. Rồi ở đây mình sẽ vô Google mình search nha. Rồi cho đơn giản, nghĩa là phần mềm là Wireless ha, Key View, ok, của hãng Neosoft ha, chúng ta nhớ nha. Rồi rồi chúng ta chọn download về, nằm mấy cuối á, đúng phiên bản Windows ha mọi người. Ở đây mình Windows 64 bit ha. Rồi mình download về, mình chọn open luôn đi. Rồi, ở đây mình chọn chạy lên ha. Phần mềm này thì không cần cài đặt ha. Ta chọn Z. Đây. Nó sẽ liệt kê cho chúng ta ha. Key. Rồi, ok chưa? Rồi cách thứ hai ha. Ngoài ra mình sẽ dùng trong hướng dẫn mọi người cách thứ ba ha. Cách thứ ba là mình sẽ xài dòng lệnh ha mọi người. Windows PowerShell. Rồi chúng ta gõ tìm kiếm ha. Chúng ta gõ PowerShell đây. Rồi, đây là giao diện dòng lệnh ha, Windows PowerShell. Chúng ta gõ là netsh wireless LAN. Show profile ha. Đây, chúng ta sẽ thấy được cái mạng wifi mà chúng ta kết nối ha, có tên là Vietcloud TV. Rồi, chúng ta cũng tiếp tục ha. Giờ chúng ta sẽ cho nó hiển thị ha. Name bằng, chúng ta gọi cho đúng nha. Vietcloud
TV key bằng clear. Đó, chúng ta sẽ thêm một cái name là bằng là cái tên của cái mạng wifi của chúng ta ha. Mã cái key thì cho hiển thị lên ha. Rồi, đây chúng ta xem một mục key content nè. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người ha, cách ba cách để mà xem lại cái password cái key á, nó chính xác là cái key á, cái key của mạng wifi chúng ta ha. Vì một lý do gì đó chúng ta quên mất ha. Rồi, ok, phần hướng dẫn của mình xin chấm dứt tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh ha, cũng như bấm vào nút chuông á để xem những cái video clip mới nhất của mình ha. Rồi, xin chào mọi người.